mà được ghi hình cùng thời Trung Quốc đâu. Viện chữ à, học viện chữ từ nhà phát minh viện chữ. À, học tại đang lâm vào cái cảnh là đi ra ngoài cũng không được mà ở trong nhà thì cũng không xong, thì họ ao ước được học online, và khi họ được giá mà họ được học trực tiếp từ 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 thầy á, thì có nghĩ đấy là cái nhu cầu rất là cái nguyện vọng, cái khát khao rất là lớn của mỗi người, là cái kênh mà để con thì là cái công cụ để giúp thầy, để truyền tải cái ý của thầy, cái lời của thầy tới với nhiều người hơn. Lời của thầy đến với nhiều người hơn, người nước ngoài họ cũng ao ước, thì người Việt mình còn ao ước nhiều hơn. Hai nữa là vì mình có cái viện dẫn này, làm viện dẫn online đó, mình còn dạy người ta được Thái Bình, đi mẹ con. Chứ bác nói, cái mấy người nói không nghe được, không nghe, không hiểu nói gì, chứ không hiểu mình nữa. Rồi đó bắt đầu người cười, bắt đầu người thì bắt bắt cười lắm. Rồi đó mẹ chúng mình hiểu mình nói người Việt. Con. Đừng cười đâu. Thầy cười mà là sẵn quá, ai quá thì cười. Nghe thầy cười hết bệnh luôn á. Thầy cười cách tự nhiên vui lắm. Cười đúng quá thì cười đó. Xin chào tất cả mọi người. Con chào cô Ngọc Anh. Chào cô Ngọc Anh. Chào anh chị. Xin chào anh Ngọc Anh Nha Trang, cô Lê Điểm. Trời ơi, mọi người đổi tên giỏi quá. Mọi người đã làm được rất là tốt mọi người. Xin chào cả nhà. Xin chào gia đình chị Thùy Linh ở Bình Phước. Xin chào cô Mai Thanh. Mọi người đổi tên này, và nếu mà ai là K2 thì mình ghi là K2 tên, sau đó là đến tỉnh thành. Còn ai mà là K1 thì mình ghi là K1 xong đến tên, xong đến tỉnh thành, được không ạ? Bây giờ em đã nhìn thấy là chị Mỹ Dung này chưa đổi nơi sống này. Chị Hiền này, chị Mai Thanh đổi nơi tên nơi sống đi ạ. Nơi sinh sống ạ. Con chào cô Ngọc Anh. Nào mà bật hai máy là sẽ bị vang đấy ạ. Hai máy là vang. Người bật một máy thôi nha. Em đã nhìn thấy K2 chị Ngọc Giang, K2 Nguyễn Trang, K2 Hoài Thu, tuyệt vời quá. Hôm nay là buổi test thử thôi, đã có 40 người ở trong phòng Zoom rồi, rất là tuyệt vời. Nếu mà mọi người nghe rõ âm thanh và hình ảnh thì dễ thương. Cho em ạ. Thấy chị không? Ngọc Dung đây, thấy chị không? Chị Ngọc Dung thấy chị rồi ạ. Chào Ngọc Anh dễ thương nha.
Là em cảm ơn. Ngọc Anh ơi, đổi cho mình tên được không? Chị Chào Ngọc không? Anh Chị nha. Chào Ngọc Anh xinh đẹp nha. Là em cảm ơn anh Ngọc Anh đẹp trai ạ. À. Hai anh em mình cùng giống nhau cái tên, cùng giống nhau cái tên. Dạ. Chào cô giáo ạ. Bây giờ Ngọc Anh K2 với Ngọc Anh Y nữ. MC nha. Chị Hoa ở London đúng không ạ? Vâng, đổi làm ơn đổi tên cho chị giúp ấy. Thank you. Đấy, mọi người có thấy thích không ạ? Mình ngồi ở Việt Nam này, mình ngồi ở Bình Phước, mình ngồi ở Đông Anh, mình ngồi ở Mỹ, mình ngồi ở London nước Anh, mình ngồi ở Đắk Lắk, mình đều kết nối với nhau. Nhờ có âm dương khí công, nhờ có thầy Bùi Quốc Châu ạ. Rồi. Mọi người nghe thấy âm thanh tốt thì mọi người comment số 1 cho em đi ạ. Nhưng mà không biết không. Chị Minh Tung chưa nghe thấy ạ. Wow, khóa này chúng ta sẽ gặp rất nhiều anh chị. Từ lớp học diện chẩn căn bản cũng tham gia rất là nhiều. Chị Julia, chị Hoàng Anh ở Mỹ. Và có được chào đón rất là nhiều anh chị ở khóa 1 hiện diện để chia sẻ và học tập cùng với mọi người. Chào Vũ Anh Thư, Hải Phòng. Chào chị Hạt. Chào chị Lê Vi. Chào người cùng tên với em. Đâu ạ? Khóa này mình nhiều người tên là Ngọc Anh thế ạ. Vui quá, em chưa bao giờ gặp nhiều người cùng tên với mình như thế đâu ạ. Vui quá, nhiều Ngọc Anh quá, vui. Mà hôm nay là đặc biệt là có một mình Ngọc Anh Nam thôi nha. Dạ. 44 người ở trong phòng Zoom rồi ạ. Mọi người rất là đúng giờ. Cảm ơn mọi người. Em thì sẽ chỉ làm nhiệm vụ là MC và hỗ trợ âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật rồi hình ảnh thôi ạ. Còn cô Đinh Hương Thảo sẽ là cô giáo mà trợ giảng cùng với thầy Bùi Quốc, trợ giảng cho thầy Bùi Quốc Châu để học tập cùng với mọi người. 47 người đã có mặt trong phòng Zoom rồi ạ. Gia đình bé Bảo Trâm, cả 4 người cùng học đúng không? Đúng không con? Dạ cô. Nhà gia đình con 4 người ạ. À? 5 người. Mọi người bật 1 cái máy thôi, nó không bị vang. Dạ, bật 2 cái máy là nó con vang. Chào cô. Chào con. Chào cô Ngọc Anh. Đó, chị Mỹ Dung làm được rồi đúng không ạ? Nhưng mà chắc phải vô liền tại vì đang ở trong trong công ty phải chạy vô liền. Rồi bây giờ chào cô. Hức quá đúng không ạ? Chào Ngọc Anh, học sinh mới toanh nha. Wow, chào chị Kim Oanh cũng ở Bình Phước. Rất là nhiều thành viên từ lớp Zoom buổi sáng xoa mặt của diện chẩn online ạ. À. Mọi người nếu mà từ lớp Zoom buổi sáng xoa mặt thì mọi người comment số 2 đi ạ. À, để chúng ta nhận ra nhau ạ. À. Chào cô Ngọc Anh nha. Chào chị Xoa Hà Tĩnh. Chào chị Hồng Ngoan. Đã nhìn thấy những con số 2 nhảy lên rồi ạ. Những người xoa mặt với nhau buổi sáng quay cổ tay rất là chăm chỉ và lan tỏa cho nhau những cái năng lượng rất là tích cực buổi sáng ạ. À. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay là một buổi test thử thôi nhưng mà cũng đã có 52 anh chị hiện diện trong phòng Zoom. Và bây giờ thì... Chào, xin chào Bùi Quốc Châu, xin chào Diện Trần Online. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón sự xuất hiện của cô Đinh Hương Thảo ạ. À. Xin chào cô. Chào cô Đinh Hương Thảo. Chào cô. Xin chào cô. Xin chào cô Đinh Hương Thảo. Xin chào cô giáo. Con chào cô Thảo.
bạn nào, bạn Nhí nào đó, Bảo Trâm phải không? Giỏi quá. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào cô. Ngồi anh ơi. Ngọc Anh ơi, hiện tại thì có rất nhiều người, mọi người chưa có biết cách đặt đổi tên, cho nên là em hướng dẫn cái đó chưa nhỉ? Dạ, bây giờ mình nhìn một lượt rồi em sẽ hướng dẫn mọi người nhá. Bây giờ mọi người tất cả mọi người đều đang dùng ở trên điện thoại đúng không ạ? À, vâng, đúng rồi. Rồi, khi mà mọi người dùng ở trên điện thoại ấy thì mình sẽ nhấn vào cái người tham gia đi ạ. Ở trên màn hình của mọi người sẽ thưa có cô, một cái phần đấy là thì làm nào? Thưa cô dùng ai bác thì làm nào? Mình cũng nhấn vào chữ người tham gia luôn ạ. Nhấn vào chữ người tham gia xong rồi mình nhấn vào cái tên của mình ạ. Thì nó sẽ có cái phần là đổi tên. Đó. Sau đấy thì mọi người có thể đổi được cái tên như là quy định của lớp học. Đấy là nếu mà mình là học K1 thì mình ghi là K1, xong rồi đến tên, rồi đến tỉnh thành hoặc là quốc gia mình đang sinh sống. Còn nếu mà mình học K2 thì mình sẽ ghi là K2, rồi đến tên, rồi đến quốc gia hoặc là tỉnh thành mình đang sinh sống ạ. Bởi vì mọi người có biết không là khi mình đổi như vậy á, là khi mà thầy nhìn thì thầy sẽ đọc được tên và nơi mà mọi người đang sống rất là dễ. Ví dụ như là K2 Lê Hà, Hà Nội này. Đó, anh Huỳnh Phạm, anh đổi tên đi ạ. Anh nhấn vào cái người tham gia xong anh nhấn vào tên của anh. Nó sẽ ra cái đổi tên đấy ạ. Chỗ nào cô Ngọc Anh? Mình chạm tay vào màn hình nó sẽ ra cái biểu tượng là người tham gia ở bên góc phải bên dưới ạ. Thì mình nhấn vào tên của mình. Rồi mình nhấn chữ đổi tên ạ. iPhone hay là cái thiết bị gì cũng vậy ạ. Mình cứ nhấn vào cái phần người, mình nhấn lên trên màn hình ấy, mình chạm tay lên màn hình để nó hiện ra các cái nút chức năng. Sau đó thì mọi người nhấn vào cái người tham gia và mọi người sẽ nhìn thấy cái tên của mình. Thì mọi người nhấn vào cái tên của mình á là mình sẽ đổi được tên ạ. Nó có cái ô là đổi tên á. Thì tối ngày thứ bảy khi mà mình vào lớp ấy là mình đã đổi sẵn trước khi vào lớp rồi. Mọi người đừng để vào lớp rồi mình mới đổi nhá. Bởi vì là hôm đó thì ai mà không đổi đúng cú pháp là sẽ không được duyệt vào phòng học đâu ạ. Cô nói lại cô là cái tên mình xong rồi để chữ cái tên mình xong rồi mở mặt hả cô? Tên mình xong rồi đến tỉnh thành. Ví dụ như là Vinh Nguyễn Bảo Lộc đúng không ạ? L Bảo Lộc ạ. Ok. Rồi mọi người giúp em là khi mà mình vào phòng Zoom á, lúc nào mà mình có cái thầy nói này hoặc là nhạc hiệu này thì mọi người tắt hết mic đi ạ. Mọi người chắc là đã rất là quen với Zoom rồi đúng không? Mọi người biết chỗ tắt mic ở đâu rồi đúng không ạ? Nó có cái hình cái micro ạ. Đó, mọi người nhấn vào đó mà cái nút đỏ nó gạt đi thì là tắt mic. Còn nó không có cái nút đỏ thì nó không có cái gạch chéo ấy thì là mình sẽ nói được và thầy sẽ nghe được mọi người nói ạ. Đó, nếu mà phòng Zoom mà mọi người không tắt hết mic đi thì nó sẽ rất là ồn. Bây giờ em sẽ tắt hết mic mọi người đi nhỉ. Đó, khi mà mọi người tắt hết mic đi thì là nó sẽ âm thanh nó sẽ tốt hơn. Mọi người nghe thầy giảng sẽ rõ ràng hơn. Đó, nên là mọi người chú ý là mọi người luôn luôn quan sát xem là mic của mình đã tắt chưa nhá. Còn khi mà mình muốn nói thì mình lại bật cái mic của mình lên ạ. Bây giờ một số thành viên nếu mà vẫn chưa biết cách đổi tên
thì rất là dễ bị mời ra khỏi phòng Zoom. Ví dụ như là Hoan này. Đó. Rồi là... Wow, mọi người đổi tên siêu quá, mọi người đổi được hết rồi. Rất là dễ đúng không ạ? Chị Mai Thanh đổi tên đi ạ. Chị Mỹ Dung Mỹ. Chị để chị K2. K2 K1, K2 mọi người để lên đầu nhá. Chị Lâm Trúc. Ô, có. Mình để USA hay là để Mỹ? USA cũng được, Mỹ cũng được ạ. Để rồi. Mà mình để cái K2 lên đầu đi ạ. Ồ, K2 USA hả? Ok. Dạ. Thank you cô. Còn một người là iPhone, không biết là ai ạ? Anh Huỳnh Phạm nữa. Quân Yến. Mai Thanh. 59 người đã có mặt trong phòng Zoom rồi. À, cô Luật ở Nghệ An nữa, cô nhờ các bạn đổi giúp cô đi. Ngói anh ơi, bây giờ này, hiện tại là em đang hướng dẫn mọi người cách đổi khi mọi người đã vào được phòng Zoom rồi. Còn hôm tới này á, thì trước khi mình vào phòng Zoom, cái tên mình đã phải đổi trước khi đó. Thì bây giờ hướng dẫn mọi người cái phần cài đặt nữa. Em share cái màn hình em làm cách làm trên Zoom. Chứ còn như thế này thì ngay khi mình duyệt vào mà mọi người chưa đổi thì mọi người đâu có được vào tới được cái phòng này. Dạ đúng rồi ạ. Ngay khi mà mọi người đăng nhập vào Zoom mà mọi người gõ cái mã phòng Zoom ấy thì nó sẽ có cái phần là viết tên của mình vào đấy. Thì trước khi mà mọi người sau khi mà mọi người nhập cái mã phòng Zoom đấy thì ngay dưới cái dòng mã phòng Zoom ấy là nó có cái dòng tên của mình rồi. Thì mình đổi ngay từ ngoài phòng Zoom nhé mọi người nhé. Còn buổi thứ bảy mà mọi người không đổi được trước khi vào phòng Zoom như này á là không được duyệt đâu ạ. Không đổi được thì mọi người phải yêu cầu trợ giúp ngay từ sớm, ngay từ trong ngày. Ví dụ như là bây giờ hiện tại là đang có một cái tài khoản là iPhone này. iPhone. Tài khoản Hoàn, anh Huỳnh Phạm không đổi được ạ. Anh gặp khó khăn gì? Anh Huỳnh Phạm. Người có thể bật camera hết để chúng ta nhìn thấy nhau được không ạ? Tài khoản iPhone có ai hỗ trợ chị đổi tên chưa? Có khi nói cũng chị cũng không biết là đang nói ai nữa. Dạ. Bây giờ để chuẩn bị cho cái buổi tối thứ bảy mọi người khai giảng và học với thầy được hiệu quả ấy ạ, thì không biết là mọi người có câu hỏi gì để cô Đinh Hương Thảo sẽ giúp giải đáp được không ạ? Trước khi làm như vậy thì làm hoàn thiện cái phần đổi tên, bởi vì yêu cầu cái buổi tối ngày hôm nay là gì? Thứ nhất là để giúp mọi người, hỗ trợ cho mọi người biết cái cách để mình, cách thức để mình vào được lớp học cho nó đúng quy định. Tại sao phải làm như vậy ạ? Tại vì tránh rất nhiều những cái rủi ro. Khi mà vào đến lớp học rồi thì có những người là không phải học với lớp học và mọi người vào và đã rất nhiều lớp học đã diễn ra và nó bị phá quấy, thì đây là những cái quy định của lớp. Thì ta và nó rất dễ, nó không hề khó một tí nào cả và nó cũng không phức tạp cầu kỳ gì hết. Ta chỉ cần là và có các bạn đều có tất cả mọi người đây để hỗ trợ rồi. Thì các bạn cần cái gì thì phải nhắn liền. Cần hỗ trợ gì là nói liền luôn để mọi người đều cùng biết cách làm nhé. Vào được đến đây đổi tên chưa phải là đã đổi được, tức là trước khi mọi người vào phòng Zoom là mọi người đổi tên từ trước đó rồi, được không ạ? Mình hiểu ý không ạ? Nếu còn nếu ai chưa biết cách đổi từ bên ngoài thì mọi người phải lên tiếng để các bạn từ hôm nay đến trước cái hôm học đó thì các bạn được hỗ trợ nhé. Dạ, có một cái video mà hướng dẫn đổi tên phòng Zoom ngay từ đầu ấy, em Quốc Hữu giúp gửi vào trong nhóm cộng đồng cho mọi người xem nhé. Còn rất nhiều tài khoản chưa đổi tên. Hôm nay mình nhìn thấy rất là nhiều gương mặt thân quen này. Bây giờ mọi người gửi cho em số 3 nếu mà mọi người biết đổi tên ngay từ đầu trước khi vào phòng Zoom đi ạ, để cho ban tổ chức yên tâm ạ. Học viên nha. Nhưng mà thưa cô giáo, đổi một lần hay là mỗi một hôm vào đổi một lần ạ? Đúng rồi ạ, ngày nào vào thì có thể là nếu mà mình lưu rồi thì nó sẽ còn nguyên, nếu mà mọi người đăng ký cái tài khoản email rồi thì nó sẽ còn nguyên.
Còn nếu mà mọi người cần đặt lại tên á, thì mỗi ngày vào thì lại phải đặt lại ngay từ đầu khi mà mình nhập cái mã phòng Zoom ấy, thì nó sẽ có cái dòng là tên của bạn ấy, thì mình sẽ đổi ngay ạ. Ai mà mọi người biết cách đổi tên ngay từ ngoài phòng Zoom, mọi người gửi số 3 đi ạ. Đó, rất là nhiều số 3. Vui quá, rất nhiều số 3. Thế còn ai mà chưa đổi được thì mọi người hãy nhắn tin vào nhóm của lớp học nhé, để các bạn kỹ thuật hỗ trợ cho mọi người. Rồi, gần như ổn rồi đúng không em? Còn có ai chưa biết làm không? Bây giờ ai chưa biết làm thì gửi cho em số 4 đi ạ. Thưa cô, tôi là vừa xong nhờ người làm thì không biết rằng là người ta có cho vĩnh viễn hay là như nào ạ? Riêng bà Điểm thì để cháu sẽ lưu ý ạ. Chắc là cháu sẽ nhận ra bà thôi ạ. Vâng. Dạ. Bà Lê Điểm ở Hạ Long đúng không ạ? Năm nay bà Điểm bao nhiêu tuổi ạ? 73, sinh năm 49 ạ. Dạ. Không biết là bà đã phải là cao tuổi nhất ở trong lớp học này của mình chưa ạ? Lớp mình còn ai cao hơn tuổi 73 không ạ? Mọi người giơ tay ạ. Anh Vinh Nguyễn ở Bảo Lộc đúng không ạ? Anh giơ tay ạ. Đó, mọi người nói gì mọi người nhớ bật mic nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nhá. Ngọc Anh ơi, của chị như thế được chưa em? Chị Cà Kim Điện Biên rồi, tạm được, chị có cái K2 ở đầu thì tốt hơn ạ. Không biết viết vào đâu. Mọi người cứ tập dần nhá. Có cần phải ghi rõ họ tên không cô? Dạ, mình ghi ngắn gọn là Kim Oanh, là Bình Phước, thế là được rồi đấy ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ, em xin mời cô Đinh Hương Thảo bắt đầu ạ. Rồi, mình bắt đầu buổi hôm nay nhá. Hôm nay thì mục đích của ngày hôm nay thì cũng như là ở trên phòng Zoom đó, mọi người có đọc rồi. Hôm nay là buổi hỗ trợ cho tất cả các cô chú, các anh chị học viên để làm sao cái buổi thứ 7 tới này, cái buổi khai giảng lớp âm dương khí công khóa 2 này được diễn ra một cách trơn tru, trọn vẹn. Và thứ hai này cũng là buổi mà mình sẽ có rất nhiều người đúng không ạ? Sẽ có rất nhiều người lần đầu tiên được gặp thầy. Được gặp thầy cho dù là qua Zoom. Những ai mà thứ 7 này sẽ là lần đầu tiên mọi người được nói chuyện với thầy trực tiếp qua một cái phòng họp Zoom trên này. Chưa bao giờ gặp thầy, mọi người nhắn thử số 1 xem nào. Cho nó nhanh nào. Người nào chưa bao giờ gặp thầy? Nhấn một số mình xem có đông không nào. 1, 2, 3, 4, 5. Những người nào mà đã học khóa 1 rồi thì không nhấn nhá. Để mình xem bao nhiêu bạn, mình anh thử đếm với bao nhiêu bạn. Rất là nhiều. 9, 10, 11, 12, 15. Rất nhiều. Các bạn có thể bao nhiêu rồi, các bạn có thể xem, các bạn có thể xem video của thầy ở trên YouTube và được nghe hình dung về thầy Bùi Quốc Châu đúng không ạ? Gặp thầy qua YouTube được khá nhiều rồi, thì hôm tới này thì mình cũng là cái cơ hội để mà mình được học trực tiếp thầy, và không phải chỉ học giống như trên YouTube là mình nghe, mà hôm nay là mình sẽ được nhìn thầy vào đúng cái thời điểm đó, thời điểm hiện tại, nhìn thầy nó khác trên YouTube không, và được trò chuyện trực tiếp với thầy. Nếu như ta có bất kỳ những câu hỏi hay thắc mắc hay là có cái tâm tư nguyện vọng nào thì trong 2 tiếng đồng hồ của một buổi học, tổng cộng ta có 6 tiếng đồng hồ đúng không ạ? Thì trong 6 tiếng đồng hồ đó thì mình sẽ cố gắng là dành cho những cái cánh tay của mình, cố gắng một cái giơ tay nhé. Nếu như ta có muốn bày tỏ tâm tư, ta cần nói chuyện gì với thầy và liên quan đến nội dung khóa học, hoặc chào thầy hoặc là bất kỳ, thì sẽ có những cái phần ở trong buổi học thì mình sẽ nói với mọi người là ai có muốn nói gì, chia sẻ gì thì ta giơ tay, thì mọi người sẽ nhấn vào cái biểu tượng giơ tay ấy, hoặc là mọi người giơ cái bàn tay này lên để mình nhìn với mọi người, và mình sẽ mời mọi người nói. Thì lúc đó mình sẽ bật mic mình nói. Được không ạ? Đó. Rồi, một cái nữa là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người
làm sao để từ hôm nay ha đến cái hôm thứ bảy học á, ta chuẩn bị tinh thần của mình như thế nào, không gian cái chỗ ngồi học của mình như thế nào, và chuẩn bị chính bản thân mình ra sao để cho cái buổi học diễn ra tốt đẹp nhất. Thì cái này đúc rút từ rất nhiều kinh nghiệm những khóa học âm nhạc công từ nhiều năm nay, và khóa K1 tức là khóa âm nhạc công qua trực tiếp trực tuyến này này, online như thế này, thì hầu hết cái tỷ lệ của cái khóa trước ấy, mà biết thở âm nhạc công phần lớn phải đến hơn gần 50% những người của khóa trước. Mọi người rất là khác nhau từ nhiều cách thức đến với lớp đó. Có những người thì đã học âm dương nghĩ công rồi, học qua những người học trò khác của thầy rồi. Và hôm nay mình cũng nhìn thấy như là có anh Phong đúng không? Anh Phong lâu lắm rồi không gặp, thì anh Phong cũng học học diễn trần căn bản, mà không biết không, em không nhớ là đã học âm dương nghĩ công chưa, không nhớ cái khóa đó có còn nói về âm dương nghĩ công không, thì mọi người cũng đã học đâu đó hoặc là học trên mạng hoặc là nghe video về âm dương nghĩ công rồi. Phần trăm đó cũng khoảng chiếm tới khoảng 30-40% đó, không biết lớp mình như vậy không. Mình sẽ làm một cái khảo sát cho lớp K2 nhé anh. Và 1% nữa, một số lượng nữa là những người mà ta biết về âm dương nghĩ công nhưng mà ta chưa tự tập thở. Chưa tự tập thở. Đây, đang nói chân. Rồi một phần nữa, một số lượng nữa là những người chưa biết âm dương nghĩ công là gì cả. Chỉ mới gần đây nghe về những cái tác dụng của âm dương nghĩ công và ta tò mò và cứ tìm đến với lớp trong một thời gian rất là ngắn như vậy. Thì tất cả ngày hôm thứ bảy này ta cũng sẽ bắt đầu với nhau bằng nhau, sẽ bắt đầu như nhau hết, tất cả như nhau hết. Và để làm sao để ta, dù ta học bất kỳ là cái gì nhá, thì một trong những cái mà giúp cho mọi người học dễ nhất và nhất là trong cái phép thở này, thì có nhiều người ấy, trước khi ta học thở như thi công ta đã biết một vài cái cách luyện khí. Ví dụ như những người tập yoga, ta có những cái cách thở của người tập yoga. Rồi có những người mà tập thiền, hoặc là những cái phép thi công trên ở ngoài thì rất là nhiều cái cách luyện thở. Thứ nhất là cái cách đó hoàn toàn khác với thở ngưng thi công theo cái lối thở ngưng thi công của thầy Bùi Đức Châu. Đã. Cho nên nếu mà để có kết quả tốt nhất thì cái cách để ta chuẩn bị chính mình, chuẩn bị bản thân mình là gì? Là thứ bảy tới này. Từ bây giờ đến thứ bảy tới này, ta có thể ngừng các cái bài tập thở khí công mà trước đây ta đã từng học. Có thể, mình nói có thể bởi vì là nếu như mà mọi người mà có cái định tốt và mọi người không bị phân tâm, mọi người cứ tiếp tục. Ví dụ có những người là giảng viên yoga thì các anh chị vẫn thường xuyên có cái thói quen về cái bài thở của yoga của chính mình, thì cái này không có ép buộc nhưng mà đây là một gợi ý thôi. Đó, nếu như những người mà đang tập thở khí công, một cái phép tu luyện, một cái phép khí công riêng biệt nào đó, thì từ hôm nay đến ngày đó thì ta có thể tạm ngưng lại đến thứ bảy này, ta tạm ngưng lại. Cái nữa là gì ạ? Là khi ta bắt đầu tập thở nhé, thì ta hãy giống như một tờ giấy trắng, ta hãy chuẩn bị cái tâm mình ạ. Giống như một ly nước, mà ly nước đó là ly nước rỗng, chứ có cái gì cả. Hình dung không ạ? Mình sẽ là ly nước rỗng, một tờ giấy trắng. Có nghĩa là hôm tới này ta học cái gì thì chỉ có khi ta chuẩn bị cái tâm thế mình là một cái ly nước rỗng, thì khi đó người thầy á cho mình nước gì, cho mình uống cái gì thì mình sẽ đầy đúng đó. Mình học tới đâu là mình sẽ được đầy đủ đến đó. Bài có hai lý do, tôi phát lên được đâu đấy khoảng 2 tiếng thì tôi xóa bài luôn, tôi đang ở ngoài sân bay rồi, không biết không. Thì đầu tiên ấy là bên cạnh Anna nhờ tôi xóa bài. Dạ em đang xóa. Dạ em đang xóa đây ạ. Em cho nhầm chị một cái tài khoản của chị ra ngoài. Em có lưu ý lại những cái tài khoản đấy tên là gì không để lần sau mình chú ý. Người ta cũng sẽ đổi rất nhiều ạ. Nhưng mà từ buổi thứ bảy thì
Nếu mà ai không đổi đúng tên đăng ký vào lớp thì cũng sẽ không được duyệt đâu ạ. Em nhìn này, cái the host remove you from the meeting. Cái tài khoản Linh Hương Thảo khác của chị không làm được rồi nhá. Cho nên là chị cũng không thấy được mọi người. Ok, rồi mình tiếp tục nhé. Mọi người có, em vẫn nghe rõ đúng không? Mọi người vẫn nghe rõ. Dạ vâng ạ. Tại vì vừa có một tài khoản lấy đúng tên của em vào luôn. Em nhìn lại là số lượng học viên đang tham dự lớp còn đầy đủ không? Dạ, đang là 55 học viên ạ. Tại vì vừa nãy có một số tài khoản bị out ra đó, bị em remove ra đó, mà không biết là lý do gì. Rồi, xin lỗi mọi người về vài phút vừa nãy nhé. Bây giờ mình lại tiếp tục ạ. Mọi người chú ý cái phần này nữa này. Cái việc mà mình chuẩn bị tâm thế mình á, trước mỗi một cái khóa học nào đó, mà nhất là cái khóa mà về luyện thở khí, nó rất quan trọng. Khi mình giống như mình đi sạc pin, mà nó còn hơn cả cái cách mà đi sạc pin nữa. Thì ta cứ hình dung như vậy. Nếu mà ta chuẩn bị mình là ly nước rỗng, mình học bất kỳ cái gì nó cũng sẽ là để đổ đầy ly nước. Còn nếu mà ta mà là ly nước đầy rồi thì chẳng có cái gì đổ được vào cả, ta chẳng học được cái gì cả. Nếu ta đi học bất kỳ một môn gì cũng thế, nếu mà ta nghĩ là ta đã biết đủ rồi, ta chỉ nghe xem là ta tò mò, ta nghe xem là nó như thế nào, nó có gì mới, thú vị hay là hấp dẫn hay không, nó giống như là ta là ly nước đầy rồi ấy, chẳng còn gì có thể vào nữa, nó chỉ có tràn ra ngoài thôi nhá. Đấy là cái đầu tiên. Cái điều tiếp theo nữa là cái không gian vô cùng quan trọng. Nó giống như việc là khi ta ngồi ở trong bốn bức tường ấy, ở trong phòng mình ấy, mọi người đi ngủ mọi người có đóng kín hết cửa lại không, xong mọi người bật điều hòa lên không? Cái không khí đó với cái không khí của một căn phòng, với cái không khí mà khi một buổi sáng ta bước ra ngoài, ví dụ như công viên chẳng hạn, có ánh nắng mặt trời và cái không khí mà xung quanh có oxy từ cây cối, đúng không ạ, nhả ra, cái bầu không khí đó nó khác hoàn toàn, đúng không, với cái bầu không khí mà ở trong một căn phòng mà bốn bức tường. Thì không khí là một trong, không khí và ánh sáng là một trong những cái điều kiện nó giúp cho mình có được một cái không gian. Cái không gian nó tạo điều kiện, nó tạo cơ hội cho mình rất nhiều, nó hỗ trợ cho mình rất nhiều. Không gian cần yên tĩnh một chút này, đủ yên tĩnh. Nhưng với những người nào mà cái việc mà mình rất là dễ mà bị sao nhãng sang mình ra bên ngoài thì mình lại càng cần phải có một không gian yên tĩnh. Nếu như ta không thể sắp xếp được, vẫn có những người xung quanh thì ta cũng đành chịu, nhưng mà ta cố gắng làm sao mà hôm đó ta có thể nói với người nhà, người thân của mình hỗ trợ cho mình. Mình chỉ có 2 tiếng đồng hồ buổi tối để mình ngồi học thôi. Đấy, thì mình chuẩn bị một không gian như vậy, đủ yên tĩnh, đủ ánh sáng nữa nhé. Và mình có thể là có rất nhiều người mà ta có điều kiện thì ta có thể chuẩn bị thêm một cái bình hoa thơm bên cạnh, nhẹ nhàng thôi. Rồi mình có thể thắp một cái nến ở bên cạnh, đúng không ạ? Tất cả những cái đó nó tạo cho mình một cái không gian nó rất là tuyệt vời. Cái năng lượng của nó rất là tích cực, rất là tốt. Thực ra những điều đó không cần thiết và không bắt buộc. Nhưng nếu mà mình chuẩn bị được điều đó, có nghĩa là gì ạ? Cái sự chuẩn bị của mình ấy, nó đã tạo cho mình cái tiền đề cực tốt, chứng tỏ rằng là con người của mình đang rất sẵn sàng cho những buổi học. Còn thực ra khi mà ta học và ta thực hành và ta luyện thở được rồi thì phép thở như công nó không yêu cầu bất kỳ một điều kiện gì cả. Ta có thể thở khi mà ta đang lái xe, ta có thể thở khi ta đang nấu ăn, thì ta có thể thở khi ta đang nằm. Đấy, và trước khi ta đi ngủ ta nằm, ta thở cũng được, ta ngồi thở cũng được, ta đứng thở cũng được. Nó giống như là, bởi vì đây là phép thở mà điều khí, điều ý của mình, tức là điều khiển ý nghĩ của mình. Cho nên dù ta ở tư thế nào thì ta cũng sẽ thở được, ở không gian nào ta cũng thở được. Nhưng mà khi những cái lưu ý của mình ở đây nó phù hợp, nó chỉ đúng với những cái gì ạ, những cái sự mình đang hướng dẫn cho mọi người để có một cái sự chuẩn bị chính bản thân mình tốt nhất. Và khi mà trong bên trong mình đã có một cái sự chuẩn bị tốt nhất rồi, không gian yên tĩnh, ngồi học thoải mái, có giấy bút ghi chép nếu mọi người cần. Nếu người nào mà
học bằng cách ghi chép thì ta chuẩn bị giấy bút bên cạnh để ta ghi chép. Còn nếu người nào rất là khó để mà tập trung ấy, hôm đó ta rất cần sự tập trung mà, nên là nếu mà người nào khó tập trung thì những cái sự hỗ trợ bên ngoài đấy là những cái mà rất là tốt để giúp cho mọi người. Rồi mọi người cũng lưu ý một cái nữa là về trang phục khi ta ngồi trước cái màn hình như thế này, không phải là không ai nhìn thấy mình đâu nhá, mà nhìn thấy mình rất rõ, bởi vì là thầy ngồi trước một cái màn hình rất là lớn như vậy, một trang tinh như thế này, và tất cả mọi người thì đều nhìn hết. Và cái việc mà mọi người bật camera khi mà thầy nhìn thấy mọi người nhìn thấy thầy, thì khi mà mình biết rằng có rất nhiều người đang nhìn mình, cái việc mình bật camera lên ấy, có nhiều người đang nhìn mình, thì đương nhiên rồi mình không thể mà quay kiểu mình làm cái gì đó nó gây mất tập trung cho mình được. Cái việc mình bật camera nó cũng lại là một sự hỗ trợ tuyệt vời, nó giúp cho mình vô cùng tập trung vào cái màn hình đó. Màn hình có thể nhỏ, có thể to, iPad, iPhone gì đó, nhưng mà khi bật camera nó đã giúp mình vô cùng nghiêm túc và tập trung. Đã. Trang phục cũng thế, nó lại là một yếu tố nữa. Trang phục mình có vẻ buổi tối không có làm giờ ở nhà rồi, nhưng mà nếu mình mặc một cái bộ đồ ở nhà thì cái tự nhiên cái tâm của mình ấy, nó cũng sẽ nhao nhao, mình sẽ nằm ngồi thoải mái, mình cũng sẽ, nó cũng sẽ làm cho mình một phần nào đó mình rất là dễ không tập trung. Mình mặc đồ thoải mái nhưng sao ạ, nhưng lịch sự, được không ạ? Những cái này rất dễ, rất dễ. Nhưng làm sao mọi người hãy tạo cho mình những cái tâm thế vừa thoải mái nhưng vừa đủ trang trọng, vừa đủ trang trọng. Và cái khóa học nó lúc đấy khi mà mình đã đủ tất cả các bước để mình chuẩn bị cho bản thân rồi, để bước vào một khóa học rồi, nó nói lên việc là mình tôn trọng chính mình ra sao, mình tôn trọng cái những cái kiến thức, những cái mà mình sắp đưa vào, sắp đón nhận như thế nào, thì cái cách mình đón nhận ra làm sao thì mình được nhận lại tương xứng như vậy. Đó là tất cả những gì mà ngày hôm nay mình chia sẻ với các cô chú, với tất cả các anh chị, cho dù những người mà đã từng tập thở hay là những người chưa từng biết đến những phi công là gì, thì những điều như trên hy vọng là lợi ích với mọi người, và nó rất là cần thiết để chúng ta có được một cái kết quả học tập cao nhất, để sau này khi mà ta học xong hết 3 buổi rồi, ta không có một chút áy náy luyến tiếc gì là ta đã không chuẩn bị được tốt nhất, được không ạ? Cho dù cái khóa học này, nói thật với mọi người, có rất nhiều người nhắn tin cho mình và nói rằng là sau một thời gian nhé, sau một thời gian ở Liên Minh Công thì những cái lợi ích, những cái lợi lạc mà họ đạt được ấy, thì họ nói rằng là không có học phí nào mua được cả. Không có cái học phí như thế là không thể nào so được cả. Nó trên thì nó rất nhiều, cho nên là nó không tính được. Vậy thì khi mình chuẩn bị học, mình đón nhận kiến thức nào đó, thì cái việc mình đón nhận nó ra sao, mình tiếp thu nó như thế nào, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái sự chuẩn bị của mình, cái sự đón nhận của mình. Và chỉ có như vậy thôi thì mọi cái điều mong đợi, cái kết quả mà mình mong muốn nó sẽ đến. Và hy vọng là thứ bảy tới này ta sẽ gặp lại nhau trong một cái tâm thái tốt nhất, một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Mình lần hôm đó mình ăn cơm sớm hơn một chút, và mình chuẩn bị, có thời gian để chuẩn bị vào lớp thật là tốt, và mở cửa phòng Zoom trước mấy giờ anh nhỉ? 8 giờ thì bắt đầu thầy sẽ vào lớp học, thì mấy giờ mình mở phòng Zoom anh nhỉ? Chắc là tầm khoảng 7:30 thì phòng Zoom sẽ mở ạ. Dạ, trước 30 phút mở cửa phòng Zoom để lớp mình bắt đầu vào để mọi người có cái sự chuẩn bị tốt nha. Và sau đó thì sau cái giờ học của buổi đầu tiên, thì trong cái giờ học đó thì mọi người cứ tốt nhất là vì một cái lớp của mình nó khá đông, cho nên là mình có ý kiến gì, mình có câu hỏi gì mà mình chưa được đến lượt mình để mình giơ tay nhưng mà mình chưa đến lượt, thì mình có thể là mình tập cái cách mình gõ lại trong cái phần, mình gõ lại phần tin nhắn cái câu hỏi của mình trong cái ô chat, thì ban tổ chức sẽ đọc được, mình sẽ đọc được và mình sẽ hỗ trợ các bạn đọc cái câu hỏi cho thầy nghe và thầy sẽ trả lời, được không ạ? Mọi người còn bất kỳ thắc mắc gì thì mọi người sẽ trình bày luôn ở đây nhé, và cái phần chia sẻ của mình xin dừng ở đây.
Dạ em nhìn thấy anh Vinh. Cảm ơn cô Đinh Hương Thảo ạ. Phần chia sẻ rất là đầy đủ thông tin và chắc chắn là sẽ giúp ích cho mọi người rất là nhiều. Bởi vì những anh chị nào mà K1 học mà cảm thấy là chưa hiệu quả thì mình hãy thử xem điểm lại những cái lưu ý mà cô Đinh Hương Thảo lưu ý mình ấy, là liệu mình có mắc phải những cái lỗi đấy không. Mình trang phục này, rồi là tâm thế này, rồi là cái không gian xung quanh của mình này. Thì khi mà mình điều chỉnh những cái rất là nhỏ đấy thôi, trong tâm ngôn của thầy Bùi Quốc Châu thì có nói rằng là chi tiết thì chính là bí quyết. Nên là nếu mà mình chưa thở thành công ở khóa 1 mà khóa 2 này mình tham gia, thì mọi người hãy điều chỉnh những cái chi tiết rất là nhỏ đó để giúp ích cho mọi người sẽ đón nhận được, sẽ tiếp thu được cái phương pháp này một cách tuyệt vời nhất. Và em thấy một số cánh tay đang giơ lên ạ. Mọi người có câu hỏi gì xin mời chị Nguyễn Thúy Quảng Ninh ạ. Xin cảm ơn cô Đinh Hương Thảo. Rồi mời chị. Câu hỏi của chị là gì ạ? Em xin mời cô chị. Ạ. Em chào cô với chào các anh chị ạ. Cô em học lớp khóa 1 rồi, thật ra em cũng tâm sự thật là lớp khóa 1 là em học ké ạ. Không muốn đọc. Thế nên là lớp khóa 2 này thì thực sự ra là em đăng ký học là để cho bố chồng em học với lại để cho chồng em học ạ. Thì hôm nay là bố chồng em với chồng em chưa sắp xếp được vào thì em cũng có hỏi trước cô nội dung này ạ. Tức là bố chồng em ấy thì là bị các bệnh sau. Một là bệnh gút, hai là bệnh tiểu đường và ba là bệnh cao huyết áp ạ. Ngoài ra một số như là u thì ông cũng có. Thì em cũng xin hỏi trước là tức là với cái tình hình bệnh của ông như vậy ấy, thì là ông thở âm dương khí công thì có tức là có vấn đề gì không ấy, bởi vì ông thì 68 tuổi cô ạ. Dạ vâng, vâng em cảm ơn cô ạ. Học để thở đúng thì sẽ được. Thở vâng đúng thì sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe. Và những vâng người đa bệnh và những người đa bệnh và tuổi cao thì đôi khi nếu mà chỉ chữa bằng các cái phương pháp trị liệu ở ngoài hoặc là uống thuốc thì sức khỏe hồi phục khá là chậm. Nhưng nếu mà tập được âm dương khí công và người có và nếu như mà tập đúng thì có thể chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi thì sức khỏe sẽ được hỗ trợ và được nâng lên rất là nhiều. Cho nên là âm dương khí công phù hợp với tất cả mọi đối tượng. Nhá. Cảm ơn câu hỏi của em. Tuyệt vời. Xin phỏng vấn chị Thúy một chút là tuy khóa 1 thì học ké nhưng mà cái cảm xúc của chị rồi cái hiệu quả khi mà chị học online âm dương khí công thầy như thế nào ạ? Chị có thể cho biết một chút được không ạ? Vâng, em thưa cô với lại thưa các anh chị ạ, là khóa 1 là em không được học buổi 1 bởi vì lúc bấy giờ là buổi 1 là em chưa biết. Thế đến khi buổi 2 thì là khóa 1 là em lại học rất là ngược, tức là em thở âm trước thở dương bởi vì em học buổi 2 là buổi tập thở âm. Thì sau buổi 2 thì sau khi thở được âm xong, được âm xong thì là em được em xem lại video để em tập thở theo đường dương. Thì là cái thời điểm đấy là ban đầu là em thở đường âm là em thấy dễ hơn là thở đường dương. Nhưng mà về sau thì đến buổi 3 của thầy thì lúc bấy giờ là khi mà thầy hướng dẫn về tâm cân bằng giữa thở đường âm và thở đường dương ạ. Thì là em đã thực hiện theo và em thấy cũng rất là, tức là em thấy rất là dễ. Và hôm đấy thì em cũng có báo cáo với thầy là trước đây ấy, là em cứ nằm điều hòa là em bị ốm, tức là một mùa hè em có thể bị viêm phế quản rất nặng và phải dùng thuốc đến 5 lần chỉ vì là ngủ điều hòa vì trời rất là nóng ấy. Mà nếu như không bật điều hòa thì cả nhà không ai ngủ được, nhưng mà cứ bật điều hòa là em bị ốm như thế. Và em cũng là giáo viên ấy, thì là khi mà em bước vào phòng có điều hòa và sau đó là đến khi đi ra ngoài nóng là em bị ốm liên tục. Thì sau khi mà em chỉ một tuần thôi, tức một tuần em thở 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 dương ấy ạ, thì là cơ thể em rất nóng ạ. Tức là cơ thể rất nóng lên và khi mà em vào phòng điều hòa là trước đây là em thường phải dùng thêm một cái khăn bởi vì phòng điều hòa tầm 25 độ là trước đây là rất là lạnh đối với em. Thì khi mà em thở dương xong ấy thì là em ở trong phòng điều hòa em thấy 25 độ rất là bình thường. Thì em thấy là em thì cũng chưa thể nào là thở được tốt bằng giống như các anh chị khác đâu, nhưng mà em cũng cảm nhận thấy được là cơ thể của em là có rất là nhiều những biến chuyển tích cực. Và em xin báo cáo. Quá tuyệt vời em. Vâng, em cảm ơn cô và các anh chị đã lắng nghe ạ.
Tuyệt vời. Và em vừa mới có một cái suy nghĩ mà không nên để lâu. Có nghĩa là gì ạ? Những cái kết quả đấy nó là cái bằng chứng xác thực nhất, chứ không cần mình phải nói rằng là em chưa thở được bằng như các anh các chị. Đấy là cái tư tưởng mà cần loại bỏ nhất luôn đấy. Vâng ạ. Cần mình nghĩ đến nó làm gì cả, đúng không ạ? Bây giờ còn cánh tay nào khác nữa không ạ? Nếu không thì mình sẽ đọc một vài cái lời mà thầy có dặn dò và cũng sẽ rất phù hợp cho quả âm dương khí công để mọi người chuẩn bị được cái tinh thần tốt nhất. Dạ, xin mời cô đọc đi ạ, bởi vì là có thể là câu hỏi của mọi người sẽ nằm trong cái phần dặn dò đó ạ. Sau khi cô đọc rồi, thì sẽ mời chị Nguyễn Trang nêu câu hỏi ạ. Xin mời cô đọc trước đi ạ. Rồi, nhá, nếu có câu hỏi thì mọi người có thể gõ được thì mọi người có thể gõ lên cái ô chat đấy nhá, để tí Ngọc Anh sẽ đọc luôn. Mọi người đỡ mất công bật mic vì cái không gian của mọi người. Nếu như ai đó mà quá ồn ào thì ta nên gõ câu hỏi. Còn người nào thực sự là đủ yên tĩnh ấy, thì ta nên mở phòng. Ngọc Anh điều chỉnh lại cái speaker, pin speaker nhé. Mọi người không biết là hôm nay giới thiệu luôn với mọi người nhé. Thầy Châu có ba cái bảo bối này để giúp ta có sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Thì âm dương khí công nó là một trong ba cái bảo bối đó. Thì nếu như ai mà đã lần đầu tiên mà ta đã chạm được với âm dương khí công rồi, thì ta không, nếu như mà ta không giới thiệu, nếu các bạn không được giới thiệu về hai cái bảo bối còn lại thì thật là đáng tiếc, đúng không ạ? Thì hai cái bảo bối còn lại là gì? Đó là gì ạ? Nó như cái kiềng ba chân đấy. Âm dương khí công là cái mà các bạn đang chuẩn bị học. Cái thứ hai là diện trần, nha, diện trần. Cái thứ ba là tâm ngôn ngũ châu, thì nó chính là nằm trong này. Tâm ngôn là những cái lời nói, là những cái suy tư, và là những cái đúc kết, là những cái chiêm nghiệm suốt 80 năm cuộc đời của thầy Bùi Quốc Châu. Năm nay thầy 80 tuổi rồi. Thì cái cuốn sách này gồm có 2.000 câu tâm ngôn, là những cái lời mà xuất phát từ trái tim của thầy. Lời nói xuất phát từ trái tim của thầy, nó là những cái trải nghiệm, là những cái chiêm nghiệm cho cuộc sống của thầy. Thì mình xin phép được đọc một vài câu ở trong cuốn sách này. Đây là những cái lời mà thầy dành cho tất cả mọi người. Thầy nói như thế này nè. Thầy nói rằng muốn nhanh thì phải chậm. Giống như nó giống như cái câu mà các bạn hay nghe ở ngoài kia là dùng tốc bất đạt ấy. Đó. Thì thầy viết rằng muốn nhanh thì phải chậm. Có nghĩa là gì ạ? Có rất nhiều người là muốn làm sao mà phải trong 3 buổi là tôi phải thở được ngay, tôi muốn nhìn thấy kết quả giống như mọi người. Tại sao mà mọi người cứ thấy là thở đường dương thì thấy nóng chỗ này, thấy nóng chỗ kia, thấy tốt chỗ này, thấy hết đau chỗ kia, xong mình không thấy gì nhỉ? Cái tâm lý và cái biểu hiện là sao mình không thấy gì nhỉ, nó xuất hiện rất nhiều. Thế thì một trong những cái câu tâm ngôn giúp cho mọi người nó giống như là một cái con đường để giúp mọi người đi dễ hơn, giống như là một cái tay vịn lan can ấy, ta bám vào. Nó là gì? Thầy nói rằng là muốn nhanh thì phải chậm. Có nghĩa là nếu như mọi người thấy được những biểu hiện của đường dương mà mình chưa thấy gì, thì chưa thấy gì cũng đã là đang thấy rồi ạ. Mọi người hình dung không? Nếu ta chưa thấy gì cũng là ta đang thấy rồi đấy. Và ta đang thấy là nó chưa có gì cả, có nghĩa là ta cần thêm thời gian nữa. Chứ không phải ai cũng sẽ có một cái thời điểm mà ta thấy được cái biểu hiện của đường dương rõ rệt giống như nhau. Đó, thầy nói tiếp câu nữa này. Ai tin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy. Đúng không? Và một câu nữa nha. Ai? Mọi người thích câu nào mọi người có thể ghi chép lại trong cái phần nốt của riêng mình nhé. Ai có niềm tin mãnh liệt và không đổi rời thì sẽ thấy được sự kỳ diệu và màu nhiệm của nó. Còn một câu về âm dương nữa này. Thì đây chính là những cái định nghĩa về âm dương mà không phải chỉ thầy mà rất nhiều người, rất nhiều học trò, những người đã học âm dương khí công, mọi người đều đồng ý, mọi người đều tán thành cái quan điểm như thế này. Đọc cho mọi người nghe nhé. Trong cuốn sách Tâm ngôn của Quốc Châu thì trong này, toàn bộ những cái câu trong này đều có trong cuốn sách này hết. Mọi người có thể đọc mua cuốn sách này nhé. Âm dương khí công là công cụ sạc pin tuyệt vời cho cơ thể người. Đó là câu số 16. Dạ. Câu số 17 sẽ là câu cuối cùng dành cho mọi người trong buổi tối hôm nay.
câu này nói về âm dương khí công như sau này. Âm dương khí công là một phương pháp tu dưỡng. Mọi người nghe nhé, là một phương pháp tu dưỡng để hoàn thiện thân, tâm và giúp ích chữa bệnh thần kỳ. Nào, âm dương khí công là một phương pháp tu dưỡng để hoàn thiện thân, tâm và chữa bệnh thần kỳ. À, đến đây thì mình xin được phép dừng để cho mọi người tự đọc lại, tự ngẫm lại những cái câu nói từ trái tim của thầy, và mỗi người sẽ đúc rút ra những cái bài học cá nhân của mỗi người. Có những câu nói có thể làm bừng tỉnh một ai đó, đúng không ạ? Thì bây giờ sẽ lại tiếp tục với những câu hỏi, và nếu như mà không còn câu hỏi nào thì mình sẽ ngưng buổi hôm nay. Buổi hôm nay là cái buổi mình hỗ trợ nhóm Diện Trần Online hỗ trợ cho tất cả các cô chú và các anh chị. Cho nên là nếu như ta còn câu hỏi thì ta hỏi, còn nếu không còn câu hỏi thì ta sẽ ngưng ở đây để thứ hai ta sẽ được học một cách trọn vẹn nhất nhé. Xin một câu hỏi thôi. Xin mời chị Nguyễn Trang nói trước đi ạ. Chị Nguyễn Trang giơ tay từ trước rồi ạ. Dạ, em chào cô An về cô Thảo. Cô cho em hỏi là em hay xương thở bụng thì em có được thở từ đây cho tới ngày học là em có được thở bụng không? Với lại ngày thứ 6 là cô nghe được không cô? Vừa nghe nay mất một đoạn. Ngoan, sao không nhìn thấy các bạn ở ngoài? Rồi, mời Trang, em đang tắt mic rồi. Dạ. Rồi, nói đi em. Dạ không, hồi nãy em thấy bên đó nó hơi nghẹt nghẹt. Bây giờ cô nghe rõ không cô? Nghe rõ anh. Nghe rồi, rồi chị Trang. Câu hỏi của em là gì? Dạ thôi, để em nhắn tin nha. Tại đúng rồi. Em thấy cái đường truyền nó hơi nghẹt. Đúng rồi. Em nhắn tin đi. Còn câu hỏi nào khác ở trong phòng chat không ngoài? Trong phòng chat thì không thấy có, nhưng mà vừa nãy có ai giơ tay? Có chị nào đó. Chị nào có ý câu hỏi đấy. Em có ai còn câu hỏi vừa nãy chưa được nói thì mọi người có thể bật mic lên được không ạ? Chị Thúy 3798. Dạ cô ơi, cho em hỏi thăm tí. Dạ, là ý là mẹ em á đang bị sỏi bàng quang á cô. Thì không biết em ngồi hỏi ngoài thăm như thế không tí, vì bà đang bị sỏi bàng quang á, không biết nhờ hướng dẫn cái cách để mà điều chỉnh á cô. Ừ. Rồi chị học hay là bà học? Em thì là mở lên luôn, thì nếu học bà học thì để em chỉ bà luôn. Mình phải xác định rất là rõ ràng nhá, bởi vì cái người học á là người chữa hay là người bệnh thì câu hỏi mới trả lời được. Còn đâu em đã nói ngay từ đầu rồi, có thể số lượng những người mà bệnh nhân mình hỏi mình muốn học âm dương khí công để nâng cao sức khỏe của người bệnh nhân á. Yeah. Nếu mình là bệnh nhân á, mình học để nâng cao sức khỏe thì không cần phải hỏi nữa, bởi vì nó là một cái công cụ hỗ trợ tuyệt vời, được chưa ạ? Còn nó là công cụ hỗ trợ chứ không phải là mình không dám chắc, mà mình không nói với mọi người rằng là chỉ có thở âm dương khí công mà chữa được hết sỏi bàng quang hay là hết bệnh này bệnh kia, được chưa ạ? Nhưng nó là công cụ hỗ trợ tuyệt vời. Vì sao? Bởi vì nó giúp nâng cao tinh thần. Mình thở âm dương khí công, mình thở đứng dương, khi mình biết thở rồi thì cái tinh thần của mình nó vô cùng tinh tấn, mình chỉ hướng đến những điều tích cực vui vẻ. Thế thì cơ thể của mình, não của mình nó chỉ toàn tiết ra những cái gì ạ? Những oxytocin, những cái serotonin, những cái chất đó, mà nó chỉ làm cho lợi lạc cho tinh thần của mình, cho con người của mình. À, chứ nó sẽ rời xa những cái ví dụ mình rời xa những cái cơn giận dữ, những cái buồn tham, những cái khóc lóc, thì nó xa cái đó, nó tránh xa những cái đó, nó giúp cho mình não của mình lúc nào cũng vui vẻ. À, không có buồn, không có đau thì bệnh nó cũng không thể nào nó trầm trọng hơn được. Thì đấy là lợi ích của âm dương khí công đấy.
vì sao nói nó là công cụ hỗ trợ đấy, chị Thúy nhá. Yeah. Được chưa ạ? Dạ. Yeah. Rồi, hy vọng là với câu hỏi của chị thì các cô chú anh chị khác mình cũng có cái câu trả lời cho riêng mình. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Vũ Thị Bưởi xin chào thầy tổ Bùi Quốc Châu ạ, và chào các quý cô giảng viên, quý thầy giảng viên của Diệu Trần ạ, và chào tất cả chị em anh em trong lớp học khóa 2 này ạ. Rồi chào cô, rồi câu hỏi của cô là gì ạ? Cô có nghe thấy không? Nghe rất rõ. À vâng, cô ạ, tôi chưa được gặp thầy và cũng chưa được học. Bây giờ học thì nhẹ. Có một cháu nó ở bên Tiệp ấy, ở bên Singapore. Bên Đài Loan mà cháu nó bị đau cái cổ tay ấy, muốn thầy giúp đỡ có được không cô? Để ngồi em có thể pin người nói không anh? Em pin rồi ạ. Sao chị không nhìn thấy thật? À cô, cái này là tôi không biết sử dụng máy. Bây giờ năm nay là già rồi cho nên là không nghĩ là có được học không, mà may được cô Quốc Khánh, cô Sách Tấn cho là cô giới thiệu gặp cô Đinh Hương Thảo để đăng ký học. Rất là mừng. Dạ. Nhưng mà không biết sử dụng máy nó sao không mở được video. Dạ, là không có hình. Dạ, hoan nghênh các bác ạ. Vâng, phấn khởi lắm. Bây giờ có cháu nó là lao động bên Đài Loan mà cái tay nó đau, người ta không cho nó nghỉ cái cổ tay này. Nhiều vậy thì là thầy có giúp đỡ được. Dạ, cho con hỏi là vậy là em mới học hay là bác học ạ? Bác học. Bác học thì rồi con đồng ý. Bây giờ nếu như xác định được là bác học và người bệnh á, người bệnh nhân á là ở xa mình, thế thì bác hãy lưu ý đến những cái phần mà thầy hướng dẫn mình dùng âm dương khí công để trị bệnh cho người khác, nó cũng sẽ có luôn trong khóa học của mình, được chưa ạ? Nhưng mà mình mới học làm gì có lực mà chữa được. À đúng, có nhờ thầy không? Cái điều bác vừa mới nói rất là đúng, rất là tuyệt vời. Sao mà tư duy tuyệt vời quá như vậy. Thế thì trong khóa học bác cũng sẽ được hướng dẫn luôn, nếu như bác hiểu được là nếu như mà mình tuổi già rồi, đúng không ạ? Sức yếu rồi, làm sao mình có thể mà trong một cái khoảng thời gian ngắn để mà mình có thể đủ nỗ lực để mà mình giúp được, thì không có cách gì khác, bác nói cháu học cùng. cháu nó ở bên Đài Loan cơ cô ạ. Nó ở đâu nó cũng có thể vào được cái phòng Zoom này hết luôn đấy ạ. Nó ở trong cái biển nào cũng được ạ. Nó lao động nó vất vả lắm, coi như là một đêm nó chỉ được nghỉ có 3 tiếng thôi. Mà tay đau người ta cũng không cho nghỉ. Thế đấy. Thì bác anh tự tin lên nhá. Bác học và bác chữa cho bạn ấy trước. Nếu mà mình làm mà mình chưa thấy hiệu quả thì lúc đó mình tính tiếp. Bác lại nhắn tin cho chúng con thì chúng con sẽ hỗ trợ tiếp. Được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn các cô nhiều. Rồi, cảm ơn các cô ạ. Được nghe mà được học này, nhìn thấy cô rõ lắm, tiếng cô cũng rõ nhưng mà hình của tôi rồi. Không có. Rồi, vâng. Con cảm ơn bác nhá. Cảm ơn bác. Vâng. Rồi, vâng. Đến thời gian. Vâng, dạ. Cảm ơn cô. Em thấy chị Xuân Vũ Hà Nội vừa có câu hỏi đúng không ạ? Em đọc câu hỏi của Trang ở trong phòng chat đi ngồi. Xin hỏi các cô giáo là khi mà làm diện chẩn đi thì ví dụ như là giờ sinh huyệt ý, thì mình có được ngồi ở trước quạt hay là điều hòa không? Rồi câu hỏi này có được trả lời không ạ? Câu hỏi này không liên quan đến âm dương khí công. Nhưng mà hoan nghênh chị vì chị vẫn mạnh dạn để hỏi. Thì chị đã có câu hỏi rồi thì em xin phép được trả lời nhá, để mọi người cùng nghe. Để có một số người cũng chưa biết diện chẩn là cái gì cả. Em cũng biết tại sao chị lại đặt câu hỏi này, vì câu hỏi này em chưa từng được nhận. Câu hỏi này khá là lạ nha. Nhưng mà mới biết đến diện chẩn cho nên là chưa biết về câu hỏi khá thú vị nhá. Đúng không? Các bạn trong team ngồi trước chị nói là ngồi trước quạt đúng không? Có nhấn duyên huyệt được không đúng không? Đúng. Ví dụ như là ngồi trong điều hòa này hoặc là ngồi trước quạt thì có nạp diện chẩn. Ok. Thì làm được không? Em đang ngồi trước quạt ha, em đang ngồi trước quạt và em có nhấn được không? Em có làm được không? Câu trả lời là được. Đâu có ai trói tay em đâu. Nhưng em hiểu câu hỏi của chị là liệu nó có hiệu quả không đúng không ạ?
Đúng. Nó có hiệu quả không, nó có hiệu quả hay không thì không phải là em trả lời cho chị, mà chính chị là người trải nghiệm nó. Ví dụ chị làm xong chị thấy nó có hiệu quả không. Và cái nữa mình cần hiểu đó là cái qua câu hỏi này thì sẽ có hai cái bài học. Thứ nhất là cái bài học về sự tự lắng nghe cơ thể. Giống như chị hỏi như thế, giống như hỏi bác sĩ ấy, là bác sĩ ấy, em uống thuốc, lúc mà em uống thuốc á, lúc em uống viên thuốc này, em ngồi trong phòng điều hòa hay là em đang quạt máy nó đang thổi vào mặt em ấy, thì uống thuốc nó có hết không, ví dụ nó có hết ngứa hết dị ứng hay không đấy chẳng hạn, thì nó cũng y chang như vậy thôi. Chị làm được nhưng mà hiệu quả hay không thì mình phải tự mình lắng nghe. Ví dụ mình đang đau ơi là đau, mình nhấn cái huyệt 19, mà mình nhấn huyệt 19 này xong mình có thấy có nó giảm đau không? Nó vẫn giảm đau, có nghĩa là nó vẫn có hiệu quả, được không ạ? Có một cái điểm nữa mà trong câu hỏi của chị cần phải trả lời, đó là nếu như trong khi mình học diện chẩn hay là sắp tới các anh chị học âm dương khí công, thì một trong những điều mà mình cần phải lưu ý nữa đấy, mà mình nếu mình học được thêm cái phần này thì càng tốt, đó là trong sách âm dương khí công nhé, thầy có nguyên cái cuốn sách âm dương khí công, nó nói rất rõ và nó có một nó có phải đến gần chục trang phân tích cho mọi người về việc là làm thế nào để biết rằng mình, cơ thể mình này, mình là thuộc cái tạng âm hay tạng dương, tức là mình lạnh nhiều hơn hay mình nóng nhiều hơn. Thì khi mình biết được điều đó, nó sẽ quyết định đến việc là chị sẽ quyết định chị ngồi trong phòng điều hòa hay là chị một chiếc quạt, được không ạ? Nếu mà chị mà đã là tạng âm rồi, thường mình đã là phụ nữ rồi, phụ nữ là thuộc gì? Thuộc âm rồi đấy. Xong rồi mình lại hay bị lạnh, mình lại hay sợ lạnh đấy. Xong rồi cái bệnh của mình là bệnh viêm xoang. Thế thì có phải là, xong rồi mình lại hay uống nước đá. Thế thì có phải là bao nhiêu cái âm, cái hàn, cái lạnh đó, thì cái bệnh của mình là cái bệnh nguyên nhân gốc là do lạnh. Thế mà mình lại còn ngồi trước quạt, xong mình lại còn ngồi trong phòng điều hòa, thì đương nhiên là hiệu quả nó sẽ kém hơn rồi. Chắc chắn là như thế. Nhá. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Cứ đặt câu hỏi nhiều như thế là sẽ học rất là giỏi. Tại vì là sợ là khi mà mình làm, mình đánh ấy, xong mình bôi dầu vào ấy, bôi dầu cao vào thì sợ là nó lạnh, nó cái dầu nó nóng mà nó gặp lạnh thì cái điều chị ưu tư là đúng, quá đúng rồi. Giống như mình hơ ngải, giống như mình dùng dầu nóng xong mình đang trà lưng dầu nóng, mình đang chấm dầu nóng mà mình lại để điều hòa hay là quạt nó xối vào người, vào mặt mình, đương nhiên là không tốt rồi nhá. Và em cũng xin phép được dừng những câu hỏi không liên quan đến âm dương khí công ở đây. Mình sẽ dành cho vào, chị sẽ có thể vào cái phòng Zoom buổi sáng sớm lúc 5:45 hàng sáng của nhóm cộng đồng diện chẩn Bùi Quốc Châu. Mỗi sáng do diện chẩn online tổ chức, thì nơi đấy chị có thể đặt bất kỳ câu hỏi gì, các bạn sẽ trả lời giúp chị nhé. Và ai mà trong phòng Zoom mà mọi người chưa có mặt trong cái nhóm cộng đồng online, để mọi người có cộng đồng diện chẩn để có cái mã phòng Zoom, thì mọi người cứ nhắn tin bạn Hoàng Trinh, bạn Vũ Anh Thư, bạn và các bạn ở trong nhóm sẽ hỗ trợ mọi người, đưa mọi người vào nhóm nhé. Rồi, cảm ơn chị Xuân. Còn câu hỏi gì khác nữa không? Dạ, một câu hỏi cuối cùng ạ. Xin mời chị Kim Oanh Bình Phước ạ. Rồi, câu hỏi cuối cùng nhé. Cho mình hỏi cái lịch học âm dương khí công là ngày nào, tôi sắp xếp thời gian. Rồi. Ngọc Anh trả lời giúp ạ. Dạ, em đang chia sẻ cái lịch học đây ạ. Xin mời mọi người cùng nhìn lên màn hình ạ. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Nhìn không rõ. Ôi, còn nhỏ ấy cô ạ. Nhưng mà màn hình của em là học màn hình của em là màn hình cả màn hình Windows rồi, chưa có cái hình ảnh đâu ngoài. Vậy ạ. Em mở nó trước rồi em share. Đó, đúng rồi. Dạ, em xin gửi tới mọi người cái lịch học 3 buổi âm dương khí công với thầy Bùi Quốc Châu trực tiếp qua ứng dụng Zoom. Ngày đầu tiên mình sẽ học là ngày khai giảng và học thở đường dương vào ngày mùng 10 tháng 7, tức là tối thứ 7 tuần này vào lúc 20 giờ, và mọi người hãy vào phòng Zoom trước 30 phút để mình ổn định tổ chức trước khi mà chào đón thầy Bùi Quốc Châu cũng như là
tất cả các anh chị cô chú hiện diện thì mình cũng sẽ có cái tâm thế thật là sẵn sàng khi mà mình bắt đầu lớp học. Hôm nay ví dụ như là em còn thấy một vài người là vẫn còn đang nằm này, đang chuẩn bị đi ngủ này, nên là thứ bảy thì mọi người mặc trang phục lịch sự và mình sẽ ngồi để đón nhận được những cái năng lượng tích cực nhất và học được hiệu quả nhất. Và ngày thứ buổi thứ hai mình sẽ học sau đó một tuần, cũng đúng vào tối thứ bảy là ngày 17 tháng 7, cùng giờ học là 20 giờ, và buổi cuối cùng sẽ là vào ngày 24 tháng 7, cũng là tối thứ bảy của tuần tiếp theo. Và cô Đinh Hương Thảo thì đồng hành cùng với lại các cô chú anh chị cả ba cái buổi học này, cũng như là sẽ có một buổi thứ tư, tức là cái buổi mà dành cho những người mà sau 3 buổi học mà vẫn còn chưa được giải đáp hết tất cả các thắc mắc, hay là vẫn còn một cái câu hỏi gì đó mà thực hành chưa thành công chẳng hạn, thì mọi người sẽ có một buổi thứ tư học cùng với cô Đinh Hương Thảo nữa. Thì đó là cái lịch học của lớp âm dương khí công, không biết là mọi người đã rõ chưa ạ? Đã rõ ạ. Dạ rõ cô ạ. Một số anh chị đang xem cái live này ở trên Facebook thì mọi người hãy liên lạc với lại số hotline của Diện Trần Online để được hướng dẫn cách vào lớp học. Bởi vì em xin thông tin một chút về cái khóa học âm dương khí công này. Thì đầu tiên là về âm dương khí công mà dạy online thì là một cái lịch học nó rất là ngẫu hứng mà thầy đồng ý khi mà thầy dạy khóa 1 để cho các anh chị học viên của lớp học Diện Trần từ nhà phát minh được hiểu hơn về âm dương khí công và ứng dụng nó tốt hơn trong cái việc trị liệu. Và khi mà thầy dạy khóa 1 thì đông quá và đội ngũ Diện Trần Online đành phải nói với các anh chị là đợi đến khóa 2. Thì khóa 2 lúc đó là cũng chưa biết đến khi nào tổ chức được. Nhưng mà rất là may mắn là thầy hoãn cái chuyến công tác tháng 7 lại và mình mới xin được là mình tổ chức được khóa 2. Thế do vậy, đây là một cái khóa học mà không có được cái kế hoạch trước đâu, nhiều đâu. Nên mọi người hãy nắm bắt cái cơ hội để mà mình được học trực tiếp cái khóa này cùng với thầy Bùi Quốc Châu. Đây là cái mong mỏi của rất là nhiều anh chị ở học viên ở xa, những anh chị Việt Kiều mà cũng vì dịch bệnh nên là cũng không có về nước trực tiếp học với thầy được, thì học qua Zoom cũng là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để mọi người được gặp trực tiếp thầy, được nghe thầy nói và được học Diện Trần, học âm dương khí công từ thầy. Và ngoài ra ấy, nếu mà mọi người đăng ký cái khóa học thở âm dương khí công này mà đăng ký kèm cùng với lại khóa học Diện Trần căn bản có tên là học Diện Trần từ nhà phát minh, thì đăng ký trước ngày 10 tháng 7 mọi người sẽ được tặng cái khóa học âm dương khí công luôn. Học phí của lớp học Diện Trần từ nhà phát minh là 8 triệu thì được tặng lớp âm dương khí công trị giá 2 triệu. Còn nếu mà mọi người đã đăng ký lớp âm dương khí công rồi mà muốn đăng ký luôn lớp học Diện Trần từ nhà phát minh thì cũng sẽ được hưởng nhận cái mức học phí là 8 triệu cho cả hai khóa học, và đăng ký trước ngày 10 tháng 7. Được không ạ? Mọi người hiểu cái thông tin này không? Bởi vì vừa nãy thì cô Thảo có chia sẻ rằng là thầy nói với chúng ta là thầy cho mọi người cái kiềng ba chân ấy, là bao gồm âm dương khí công, Diện Trần và tâm ngôn. Thì mình đang học âm dương khí công rồi, và mình nếu mình học Diện Trần trực tiếp từ nhà phát minh nữa thì mình sẽ được một cái kiềng hai chân nữa. Và mình đọc sách tâm ngôn Bùi Quốc Châu, và mình nghe những cái buổi thầy chia sẻ về tâm ngôn cũng như là thầy đan xen giảng về tâm ngôn trong các cái buổi học, thì đó cũng là những cái phương tiện để giúp cho mọi người có thể chủ động về sức khỏe của mình hơn, từ đó mà phát triển cả thân, tâm và trí của mình nhanh hơn, tốt hơn. Và đội ngũ Diện Trần Online cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà hôm nay ngồi đây thì chúng ta có rất là nhiều lứa tuổi, rất là nhiều vùng miền
và còn rất là nhiều quốc gia nữa. Thì đấy cũng là một cái điều mà động lực để đội ngũ dạy chẩn online tiếp tục lan tỏa những cái thông tin về lớp học của thầy Bùi Quốc Châu để mà tiếp tục hỗ trợ các anh chị cô chú khi mà mình tham dự lớp học. Và cái lớp học này thì không chỉ kết thúc sau 3 tuần hay là 4 tuần học đâu ạ, mà mọi người sẽ có một cái cộng đồng trong Zalo cùng với nhau để mà mọi người tiếp tục trao đổi, tiếp tục nghe những cái kinh nghiệm rồi những cái kết quả thở âm dương khí công. Nên là chúng ta sẽ gần như là mình sẽ bắt đầu là mình đi những cái bước đầu tiên và đi cùng với nhau. Mọi người có đồng ý không ạ? Mọi người thấy có tuyệt vời không ạ? Có. Tuyệt vời quá ạ. Vâng, cảm ơn mọi người. Thì bây giờ cũng là 9 giờ rồi và chúng ta, nếu mà còn câu hỏi nào nữa thì mọi người cứ gửi vào nhóm cộng đồng diện trần Bùi Quốc Châu hoặc là mọi người gửi vào nhóm K2 âm dương khí công. Nhóm trên Zalo thì hiện nay đã có rồi. Nếu mà ai đăng ký học mà mọi người chưa được vào nhóm K2 học thở âm dương khí công thì mọi người cũng comment vào là tôi cần hỗ trợ để các bạn Hoàng Trinh rồi Nguyễn Hiền sẽ hỗ trợ mọi người ngay nhé. Còn ai mà vào phòng Zoom rồi nhưng mà chưa hoàn thành các cái thủ tục đăng ký lớp học thì mọi người cũng nhanh chóng hoàn thành để tối thứ bảy này mình có mặt trong lớp. Và cái thứ ba nữa là những người mà đang theo dõi cái livestream ở trên fanpage Diện Trần Online mà mọi người mong muốn được học cái khóa K2 âm dương khí công này cùng với thầy Bùi Quốc Châu thì mọi người hãy liên lạc với số hotline của Diện Trần Online để được hỗ trợ nhanh nhất. Rồi. Vậy thì xin chào mọi người, chúng ta tạm biệt nhau ở đây thôi ạ. Cảm ơn tinh thần rất là chăm chỉ, nghiêm túc mọi người đã có mặt trong phòng Zoom tối ngày hôm nay. Tuy chỉ là một buổi thử thôi, nhưng mà mọi người có mặt rất là nghiêm túc, rất đúng giờ. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Cảm ơn cô. Con cảm ơn thầy tổ của cô Châu, xin cảm ơn các cô. Chúc các cô ngủ ngon. Bạn Ngọc Anh ngủ ngon nha. Cảm ơn thầy tổ, cảm ơn các cô giảng viên nhiều. Người. Cảm ơn người. Điều kiện điều pháp thầy Châu đã cho ra đời. Được Việt Nam, nơi nơi cũng đều biết. Điều khiến điều phó thầy tổ của tôi mong người biến ta đến người, chưa chỉ xin bản thân ta. Hãy gieo vui mừng, đón chào diện chân người ơi. Điều khiến điều phó vì na ra đi. Điều khiến điều phó thương sơ người ơi. Điều thiện điều pháp tất ni ngày nay. Điều thiện điều pháp an vui đời ta. Điều thiện điều pháp từ nơi nước nam ra đời, đàn khắp đại dương năm châu vui mừng đón. Điều thiện điều pháp phương châu Tây, chính đây là điều khiển điều pháp vì na ra đi. Điều khiển điều pháp đơn sơ người ơi. Điều khiển điều pháp tân ni ngày nay. Điều khiển điều pháp an vui đời ta. Điều khiển điều pháp thầy Châu đã cho ra đời, gặp được Việt Nam nơi nơi cũng biết. Điều khiển điều pháp thì ứng với muôn người, biến ta nên người, chưa chỉ chính bản thân ta. Hãy gieo vui mừng, đón chào diễn dân người ơi.
thương điều pháp, cơn sơ người ơi. Điều thiện điều pháp tất ni ngày nay, điều thiện điều pháp an hòa. Rồi, xin hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai trong chương trình chào buổi sáng cùng với Thiện Trần Online ạ. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Chào Thiện Trần. Tạm biệt. Tường Mây, Kim Kim Nhất Thiện, Thiện xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người đừng để tên iPhone nữa nha, chị iPhone ơi. Điều thiện điều pháp an vui.